là chi hội chữ thập đỏ để quà cho các cháu và bà có một bài thơ để tặng các cháu. Chữ thập đỏ chữ thập đỏ ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành để trong qua con lớn lên là lời ru mẹ đưa bên cánh bông cho con say giấc ngủ. Hai cháu bên đường, tôi xin có một bài thơ. Sáng nay hai cháu lên đường, cháu đi bộ đội dặn trường hành quân, ban ngành khối xóm tiến chân động viên tình cảm ân cần cháu đi. Ông bà chẳng biết nói gì, chỉ căn dặn cháu thầm thì mấy câu. Dù đi bất cứ nơi đâu, nhiệm vụ người lính tuyến đầu đảm đương, hải đảo hay giữ biên cương, cháu lên, cháu luôn dũng cảm kiên cường xông pha. Mới đi đôi lúc nhớ nhà, hai cháu rèn luyện vượt qua tinh thần. Ban ngành lời dặn khắc sâu, về tới đơn vị cháu mau hòa đồng. Anh em trên dưới đồng lòng, sẻ chia tình cảm nối vòng thương yêu. Tự hào về cháu bao nhiêu, càng tin ở cháu thêm nhiều bà ông. Chia tay cháu giữa đám đông, bồi hồi lưu luyến đôi dòng lệ thương. Ô tô chuyển bánh lên đường, theo đoàn lính trẻ kiên cường tung bay. Xin hết ạ. Rất vinh dự cho tôi được thay mặt cho các thanh niên đồng ngũ được phát biểu ý kiến. Lời đầu tiên nhân dịp năm mới, xin kính chúc các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh em toàn thể nhân dân của dân phố Đại Xuân lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa toàn thể buổi lễ, trong không khí sôi nổi ngày hội Hoàng Quân, chúng tôi nhìn thấy rõ hơn trách nhiệm của một người thanh niên đối với Tổ quốc. Tôi xin thay mặt, xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện, tô dâng xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Một lần nữa, tôi xin thay mặt các thanh niên nhập ngũ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các bạn này toàn thể, các cụ ông bà bố mẹ cô dì chú bác và toàn thể nhân dân của dân phố Đại Xuân đã dành cho chúng tôi những tình cảm to lớn cùng tổ chức buổi lễ trân trọng. Xin kính chúc các đồng chí ban lãnh đạo, các cụ ông bà bố mẹ cô dì chú bác và toàn thể nhân dân của dân phố Đại Xuân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Sau đây tôi xin gửi tới người mẹ cùng toàn thể nhân dân của dân phố Đại Xuân một bài thơ. Vui nhẹ nhé, đừng mang phiền muộn, nóng con trai không muốn vậy đâu. Ở nhà chưa có u sầu, hai năm có vậy cũng chẳng lo nhẹ à. Con nhập ngũ đó là nhiệm vụ, nói gương chăm chú lên đường,
mọi người ở lại họ Phương con nhé. Chú yêu đời sống thao trường con vui. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những phát biểu rất là cứng rắn và cũng rất là thể hiện quyết tâm của một người chiến sĩ.